Chào các bạn Không độc Nhưng lại có tác dụng rất tốt Trong việc giải độc Sát trùng Và làm hết ngứa Đó là tính yêu việt Của phiền chua Vì vậy Video hôm nay Tôi xin chia sẻ đến các bạn bốn công dụng Có tính chữa lành Của phiền chua một Chỉ hắc lào Chốc đầu Các bạn hãy dùng phèn Nấu chín Tán nhỏ dây mịn cho vào lọ dùng dần đầu tiên các bạn rửa sạch vết thương sau đó dùng lá chầu không giã nhỏ lấy nước thấm đều vết lét rồi rắc bột phèn chua đều khắp vết lét các bạn làm ngày hai lần cho đến khi khỏi hẳn 2. Chỉ bệnh hôi nách Sau khi tắm dự sạch sẽ, lau khô, các bạn hãy dùng bột cho vào tay rồi thoa đều lên vùng hố nách đây là bài thuốc rất hiệu quả vì trong phèn chua có thành phần của sun phát nhôm là chất khử mùi hôi của nách tiết ra rất là hiệu quả 3. Khử mùi hôi chân Do chân da mồ hôi hoặc đi giày nhiều Các bạn sẽ rửa sạch chân Rồi dùng bột phèn Thoa đều lên lòng bàn chân Kẽ ngón chân Các bạn làm thường xuyên Sẽ không còn mùi hôi chân nữa 4. Chỉ nước ăn chân Hay là còn gọi là bệnh sâu chân, sâu tay Bệnh tuy không nguy hiểm Nhưng làm cho chúng ta có cảm giác Rất là ngứa ngáy, khó chịu Lúc này Các bạn dùng một thìa nhỏ phèn sống Pha với một lít nước nóng Rồi Đợi cho phèn hòa tan Sau đó các bạn ngâm chân Ngâm tay vào khoảng 2 phút rồi lau khô hy vọng video có thể giúp bạn cải thiện sức khỏe vì vậy đừng quên like ấn đăng ký kênh và để lại bình luận nhé chúc bạn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống cảm ơn các bạn